Ăn cho Bi nè. Ê, chạy nhanh này. Chị mua bánh này. Bánh trôi và bánh giò này. Bánh giò này. Thích không? Bi dậy lâu chưa? Ừ. Dậy lâu chưa? Chị đi vào nhanh nhà lấy đồ ăn nhé. Bi ngồi chờ chị à? Sao chạy nhanh nhanh nhé? Chờ chờ nhé. Đi chờ lâu chưa?
đi, không chị lấy thêm bánh nha Bia, thêm bánh trôi nhé. Ăn đi. Thích không? Ờ, đi thích nào này, lấy thêm đi. Xong đi, xong chị lấy cái này cho. Chị dậy lâu chưa? Chờ chị có lâu không? Nên chị cũng sợ hơi lâu xíu. Ngon á. Chị dậy đi, có đi tìm chị không nhé. Chị thấy đi ngủ nên là chị để đi ngủ tiếp, không đánh thức đi dậy. Ăn cái này nhé, không thích cái này nhé, ăn cái này nhé. Phải nó lắm. Lấy một miếng cho Bi ăn thử nha. Dẻo. Ê, đưa thìa đây, chị sắp cho. Đây cầm. Bi thích cái này. Đây. Lấy vào dĩa nhá. Ăn cái này đấy, chị ăn nhá. Ăn được đi. Sóc được không? Dính quá nhỉ? Đây chị sóc rồi. Này dính, bị khó này. Ăn miếng nhỏ thôi, nhẹ nhàng. Ăn miếng nhỏ thôi. Lấy nước uống nhé. Ôi, hai cái má này. Chờ xíu. Mình nhét đến lắm. Nè. Uống nước đi. Cứ nhai từ từ rồi uống nước. Thích nhờ. Để nó nào. Hứa đi.
Đợi đâu, uống nước này cho dễ nuốt. Đây, đôi này. Rồi đâu? Uống nào? Uống tiếp đi. Khác thì uống tiếp. Ủa nữa thì thôi nha. Làm mẹ ra. Dính miệng.